Rồi cứ lôi hẳn nó lên. Bác niềm nở đón chúng tôi. Tôi là Vũ Đình Lực, được nhà nước cấp giấy tờ đắp cái đầm này từ năm 1992. Sau thời gian quá trình nuôi tôm ấy, thì là cứ nuôi tự do, không có một cái hướng dẫn tiến bộ kỹ thuật gì cả. Cầu may, nhưng mà từ cái ngày 6 tháng 6 tôi được thông tin về có cái sinh thái, vườn sinh thái. Thì tôi thấy hay và tôi mua như thế là một ít thuốc do công ty phân phối cho. Thế đem về thì tôi ứng dụng là đưa luôn vào cái ao nuôi. Tức là lúc đầu tiên con tôm nó chỉ là 1,2 cm. Tôi đưa vào như thế là theo đúng quy trình hướng dẫn như trong cái tờ mà hướng dẫn của công ty. Thế thì tôm đấy sẽ lớn nhanh hơn và phát triển đồng đều, tỷ lệ chết rất ít. Trước đây thì có thể là chết đến 25-30%, nhưng mà khi có cái sinh thái thức ăn này cho vào thì là cái tỷ lệ nó phải sống được 85-90%. Đấy, còn khi cái tôm này ấy, nó lớn ra ấy, thì là trước đây thường thường là cái vỏ này nó mỏng và nó yếu con. Đấy, rồi chân nó đỏ, nhưng mà khi có cái thức ăn của đấy vào, của sinh thái vào thì là tôm nó khỏe, vỏ xanh và rất cứng. Đấy, cho nên là các đồng chí xem đấy, nó dẫy nó khỏe như thế mà sống suốt từ đêm đến giờ. Đấy, từ 4 giờ sáng đến giờ. Đấy, chứ như mọi ngày mà để như thế này là phải chết. Đấy, thì báo cáo đồng chí như thế thì là cái đầm của chúng tôi hiện nay là trước đây là 81 hectare, nhưng mà nhà nước thu về hơn 20 hectare để làm cảng, còn lại 65 hectare. Thế là 10 gia đình chúng tôi là làm ở trong cái đầm này. Thì ông con anh em làm ăn thì là cũng mong làm sao mà có một cái cơ quan tư vấn nào đó giúp đỡ về mặt thức ăn cũng như là kỹ thuật để chúng tôi làm ăn phát triển hơn lên nữa. Báo cáo với các đồng chí là như thế. Thế còn nay mai mà nếu như là cái thuốc đem về đấy thì là cho bón vào cây, thế rồi nuôi gà vịt.